Vâng ạ, à, ngày hôm nay thì cuối cùng nó đã về đến đây các bác nhá. Nó đã về đến nhà rồi. Đây là loa JBL Control 1, hàng của Hồng Kông thôi nhá. Hàng đời đầu của Hồng Kông, các bác nhìn đi ạ, nó xịn sò như này, các bác nhá. Và giá vô cùng rẻ, em sẽ báo trong video này luôn, các bác nhá. Bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác có thể trực tiếp giúp em sau này các bác nhá. Vâng ạ, xin cảm ơn tất cả anh em. Vâng ạ. Như các bác đã biết thì loa JBL Control 1 thì nó quá nổi tiếng rồi. Em không cần phải giới thiệu quá nhiều các bác ạ. Nhưng quan trọng đây là loa của Hồng Kông thôi nhá, chứ không phải loa của Mỹ xin đâu, em nói luôn như vậy. Và cái giá chỉ có 630.000 một cặp thôi. Bên nào bao ship tận nhà cho anh em rồi. Thì các bác biết là cái giá này thì không phải là loa Mỹ xin rồi, các bác nhá. Loa của Hồng Kông nó sản xuất đời đầu, các bác nhìn chưa ạ? Nó làm như xịn luôn các bác ơi. Các bác nhìn từ củ 570 màu của nó đã xịn xò thì các bác. Này, một bát một tép các bác nhá, có tụ cản đầy đủ cho anh em luôn. Đấy. Và thì cái lô này thì là tháo được trong quán karaoke, ở cái quán quán cà phê các bác nhá. Quán cà phê thì số lượng nó cũng chỉ có vài chục cặp thôi, không có số lượng nhiều các bác nhá. Các bác nhìn chưa? Nó làm thời đầu tiên mà nó làm đẹp đến mức độ như này, các bác nhá, củ to gần bằng mặt luôn. Các bác nhìn chưa? Có cả bọc từ chống nhiễu này, các bác nhìn chưa? Và vàng óng đẹp luôn. Nhìn qua này các bác biết là nó đồ chất như nào đúng không ạ? Và thì nói chung mà tuy thì nó có bụi bẩn qua 5 tháng các bác nhá. Bụi bẩn qua 5 tháng nhưng mà nói gì thì nói nó vẫn còn rất là đẹp. Các bác nhá. Và tất cả bên em đã bao test cho các bác là chạy ngon lành cành đào. Hãy bao zin toàn phần cho anh em và ta test sống hết rồi các bác nhá. Không có một con nào bị hỏng hóc thì cả. Đấy, về nó còn đẹp nguyên luôn cho các bác luôn. Rất là chất các bác nhá. Đấy, nó về nó còn đẹp nguyên luôn. Ta cho thợ dọn dẹp và test tiếp cho anh em đầy đủ, bát chép lên đầy đủ cho anh em rồi. Các bác nhá. Đấy, các bác nhìn chưa? Gần như còn đẹp nguyên này, tại vì là nó sử dụng ở trong cái quán cà phê đấy thì nó chỉ nghe nhạc nhẹ nhàng tí tách thôi. Thì là rất là còn rất là đẹp các bác nhá. Những cái dòng này các bác nào mà mua về mà dùng cho quán cà phê này, quán rồi là các cái phòng hội họp, rồi là các cái phòng nhỏ để lấy loa thông báo, hoặc các bác làm loa trả lời cho những cái dòng loa karaoke trong phòng nhỏ các bác nhá. Những cái phòng nhỏ nhỏ ví dụ tầm khoảng 15-20 vuông, đấy, các bác đấu cùng với loa nó làm bắt 25 hoặc bắt 20 gì đó, các bác trả lời thì quá hay luôn các bác nhá. Đấy, rất là đẹp. Nói chung mà loa trả lời trợ lực rất là chất các bác nhá. Đây mình có một chiếc cả các bác nhìn nhá. Đấy, loa còn rất là đẹp các bác nhá. Đấy, còn rất là đẹp luôn. Và còn nguyên bụi bẩn nhá, còn chưa lau chùi gì luôn các bác nhá. Đấy, tất cả còn bụi bẩn chưa lau chùi gì luôn, các bác nhìn chưa? Đấy, các bác nhìn chưa? Đây còn đẹp nguyên như này luôn. Đấy, các bác test sống hết. Tại vì cái dòng này nó lành lắm các bạn. Riêng dòng riêng là con trồ 1 thì nó quá lành rồi. Bát của nó bát 12 các bác nhá. Bát 12, một tép. Đấy, các bác 1 2 một tép. Đấy các bác nhá. Đấy, nhỏ nhỏ này, các bác nhìn củ to vật vã luôn. Đấy, các bác nhìn đẹp chưa? Đấy, bác nào phòng nhỏ nhỏ mà làm loa kiểu loa tay như những cái quán như là quán spa này, hay là toán tóc này, hay những cái quán mà nhỏ nhỏ để nghe nhạc du dương nhẹ nhàng ấy, mà nghe anh em tí tách len keng len cách ấy, thì con này nó quá hay rồi. Mà quan trọng giá thì em để cho anh em nó vô cùng rẻ cho anh em luôn. Có đẹp như thế này thôi nhá, đẹp như thế này em để cho anh em chỉ có 630.000 một cặp thôi. Bên em bao ship tận nơi cho anh em luôn. Đấy, bao sống ngon lành cành đào cho bác. Đấy, các bác kiếm đâu ra được cái loa mà nó hợp lý nhỉ. Đấy, gần mút thôi nhá, gần mút này, con nhìn chưa? Đấy, nhìn chưa? Đấy, gần mút này. Quá chất luôn, cái thời ngày xưa nó làm đẹp thật. Đúng mà nói là nó thực sự nó đẹp như xịn luôn. Ngày xưa nó làm đẹp, cái củ nó các bác nhìn cái củ vàng nó bảy màu đẹp lắm luôn. Quá trời đẹp luôn. Chỉ có 630.000 một cặp thôi các bác nhá. Bên nào bao ship tận nơi cho anh em luôn. JBL Control 1, một bát một tép, bát 12, một tép các bác nhá. Đấy, bao zin toàn phần cho anh em luôn. Đấy, 630.000 cặp bao ship anh em. Bác nào có nhu cầu thì hú em các bác nhá.